Cậu muốn tụi bác hết cái nhà này đi. Ông lấy giấy tờ đây. Vậy mà bà cũng làm được nữa hả? Gì mà tôi không làm được? Giết ông tôi còn làm được đó. Con chó, tao không chịu nổi nữa rồi đó. Ông vừa nói thì biết. Được. Mày mày có quay hả? Thì mày đi đâu nhờ con quỷ này? Tao đã biểu mày không học đi mà con quỷ. Ôi mẹ quá. Mẹ suốt ngày mày leo nhau ít cái nhà khốn nạn của mày. Thất mệt. Giờ cô giữ là cô bỏ.